liếc khắc ghi tình tiết vụ cướp trên con đường khá đông đúc. Thấy chiếc Kim Hoàng máy dựng ngoài cửa, hai thanh niên nảy sinh ý đồ xấu. Một tên đứng ngoài chờ, tên còn lại mong kinh hô tiếp cận chiếc Kim Hoàng. Tên trộm vừa dắt Kim Hoàng ra đã bị một người thanh nữ phát giác. Khi người này vừa tri hô, hắn đã dắt Kim Hoàng chạy thục mạng. Ngay lúc đó, tên trộm bị một người nam nhi chạy Kim Hoàng máy đến, đá té. Người dân tìm cách dây tóm nhưng tên này đã kịp lên Kim Hoàng của đồng bọn chạy thoát. Đang dắt trộm Kim Hoàng máy, thanh niên bị người đi đường lao vào đá té, cái kết mới bất thần. Tình huống khiến nhiều người bất thần. Phát hình thành tên trộm rồi, hắn cũng bị đá té mà vẫn chạy được, Kim Hoàng thật, tài khoản quốc tài bình luận. Anh đi Kim Hoàng máy đá tên trộm cũng liều thật. Mục đích thì tốt nhưng hành động thì nguy hiểm, một người khác nhận xét.